Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Nay mấy anh em đi thục hang tiếp tục nha các bạn. Thục hang cá chê. Thục hang cá chê. Đấy, có ông anh ở Phú Quốc, ông cũng dặn mấy anh em kiếm 4-5 kg cá chê cho anh. Rồi mình cũng rộng được ít rồi. Rồi hôm nay mấy anh em đi thục kiếm ít nữa gửi cho ảnh nha các bạn. Chê trắng. Đây giờ ở trong mình kiếm hang các bạn ơi. Trong kia nó cạn hơn ngoài này á. Bên đây kiếm cá mồi qua đây đặt lục ếch dưới kinh nè. Đây ếch già không. Bên đây lỗ đan nha các bạn, nhưng mà cái đầu trong nè, đầu trong giường nè. Anh em thường thường qua đây đặt lục ếch bên đây. Này mới xả à? Chưa xả nước vô. Mới đụng đuôi, nó chạy vô tước trong rồi. Không biết sâu không. Thấy không? Hai con hay gì thôi. Con hai con hết vậy. Cá này cá nướng đó, cái này còn còn con nữa nướng nè, cá nướng cá nướng còn sung sướng. Này nó ngon ha. Đó. 200 g rồi. Vô hang này hai con ngon lành, hai chưa trắng, chậm chậm nha các bạn. 200 g. Ngon quá, đến đây nó không có chạy ra không? Nằm chục hang ha. Con gì? Con gì mày hô anh Tư chạy lên rồi đây? Giống. Cái gì vậy? Anh Tư vừa vừa nhào xuống, cô đang tránh, kêu tránh gà, tránh gà. Chỗ bé là ngon rồi. Ôi chạy rồi, bự gì? Ủa trời ơi. Con lãi. Bỏ nước nhút nó coi. Gặp lại tất cả. Hey. Thôi bỏ nó đi, thả nó đi. Thả nó đi. Thả nó đi, ngày không ăn gắn. Đó anh Tư. Đó, ý gì nó bỏ nó ngược lên. Thấy cái đen thương anh Tư không? Hù hù vậy chứ thương lắm. Anh Tư vừa tính xuống, vừa tính xuống ngay cái chỗ đó. Kiểu này nó cong á, ông bường lên kia đó ông xỉu, nó cong á nó báo. Chạy trốn rồi. Thấy hù hù vậy. Thấy cô đang nó hù hù vậy chứ nó thương lắm nha anh Tư. Nó em cô để cho anh đi xuống đó. Đi xuống đó.
Giờ leo xuống mà nó tọt ra một cái chắc chết rồi anh thầy. Ếch hả? Còn ếch một con ếch. Trước hang dữ lắm, cỡ này sao yếu. Vô hang à? Vô hang quá. Đi cá cũng bự bự. Thấy rồi hai con trắng. Còn hai con nữa. Nhưng chưa vậy đậu lên. Quên chưa quay đầu lên. Đang nằm trên cái cây luôn. Lo cái đuôi cho nó quay đầu lên. Kéo lên chạy xuống. Kéo lên chạy xuống. Chạy xuống kéo lên. Cá nướng cá 110 200 gram không à? Còn nặng rồi. Còn chạy ra để qua đây cái gì coi 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 vô cái tay vậy vô câu quay vô câu quay vô câu quay này chậu và háng luôn ha. Chậu háng luôn. Cái chơi này chui ghê thiệt nha. Cái bự luôn nha. Còn con não đó không? Có còn con não đó. Phải ăn cá rô chùi của đang để chổng luôn. Để chổng luôn rồi. Còn phía sau là có đường á. Rồi, hai con hả? À. Đang cặp nữa. Này vô hàng ếch nữa rồi. Bữa nay đầu nướng không ta? Đó. Hai ếch. Hang này chân cái gốc cây ngã. Tóc luôn. Tóc luôn lắm. Có chỗ này không? Chỗ nữa đó. Còn gốc vô nữa.
vậy nè. Thả gì vậy? Cá ở ngoài cũng nhóc ra nè. Phải chấm 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 ở ngoài. Có lóc thì phụ. Có. Lóc hả? Đây, chạy qua đây. Chạy qua chưa? Chưa, chưa. Không, không. Mới đụng nữa nè. Để xíu. Còn một cá hạt dưỡng đẹp mà. Chăng chứ cái sữa còn muốn chạy qua đây thấy gì chạy qua bánh trời đây chạy hai ba con lắm hai ba con lên xuống luôn hai ba con lắm hai ba con lắm tính chưa chưa để qua mày ấy chạy qua chạy lại hoài á còn một bánh nữa à. Một em một em lóc cái lóc một cái tới luôn à vô còn nữa còn nữa hả còn nữa u đã luôn u vô luôn hả vô luôn đã chưa đã chưa con này bự hơn con nãy nữa quý hơn con nãy nhiều dễ vậy cái con nào vậy vô rồi nhìn cái hang mà thấy lý tưởng liền rồi hai con hả một cặp 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 không ta nãy giờ cặp cặp không à ba cặp rồi đó cá lóc cũng cặp nữa nhìn cái hang quá đẹp mà đường nào vô ha nhìn đường quá im đấy cái chuyện hai cặp cá chê cặp cá lóc bự các bạn ơi 250-300 gram sướng à chưa tới hàng quá sâu mà chạy lên lấy cây nhỏ nhỏ chọt cho nó chạy lên đừng chọt nó chạy lên kẹp kẹp lên được nó còn hang đi lòn nữa nè lên tư bển có nữa hả anh tư đắp ở ngoài lại tắt ha lên hả? Hả? Lên hả? Chưa. Sáng cái cục đất này cái nữa cho cái đậu xích xuống chút. Cá bự luôn. Cái này vô hang cá bành bành không ạ? À? Ít có cá con. Đi xuống rồi, đi trong nó nổ nước mấy con này chứ. Hai con còn đi về lên hang. Cho cái đầu tập vô một chút cho nó dễ. Một con chết đi đó sướng chưa cỡ này rồi mới đã nè cá nướng không ạ để lấy cái thùng đó hả đây vô một em
nó còn sâu dưới nữa. Đi xuống đi ạ. Cái quà này cây chọt chọt nó đây. Cái hàng này dư bắt tương con một cái chào. Mình đúng góc không? Ngay cho anh bắt chính luôn. Đúng. Cái gì đó? Gì anh Tư? Cái bác chính không phức à. Cái này đó. Okay. Hàng này gửi Bình Bác rồi các bạn ơi. Đấy, thảo, thảo đi, thảo, nó lòng lòng đó. Cá thấy vậy chứ nó khô mà làm mấy cái hang ở trong gốc chúng cây này kia không à? Cái hang trống không có đâu. Cá đứng mà. Đó. Đây. Cái nhỏ. Chơi ra ngoài luôn ha. Hơi nhỏ. Cho giờ tí xíu nước luôn nè. Bự cặp nhỏ à. Nhỏ đây rồi, nhiều quá. Cái vậy. Gạo nha, gạo nha. Bác chín luôn. Bông bông cũng đó. Hàng đó đi lấy cây á. Chọt nó còn không mà lấy đồ ém nó hơi nó ngợp nó trò lên. Ngay gốc dừa khó bắt. Chạy ra ngoài luôn hả? Chậm tay xíu là tiêu rồi ha. Đang đừng có bỏ dưới anh.
chạy chỗ ba hang nó lộn rồi, cái hang nó lộn nó đắp lại luôn anh Tư, chặn nó lại đi, lỡ nó vụt cái nó chạy qua anh đó. Bên đây đọng nước dữ ta. Này nó trũng hơn. Hang này nghi cá lóc mà thấy láng láng à. Sao nó nằm trên cao quá đây. Ăn xuống hả? Ăn cái bờ nó bự mà. Hang nó rộng không? Rộng. Rộng mình lấy cây mình thọt nó trồi lên không? Không trồi đâu. Mình vô cá lóc khí nè. Dám á. Cá lóc khí. Mệt quá. Chưa dạo đây. Cá lóc là cá chê đấy. Để ơi chưa tới nha. Sao vậy chưa tới nữa? Trời trời. Em nó em đây. Em nó đi. Em nó chút xíu à. Em 50 phút ngập rồi. Hang này quá sâu rồi các bạn ơi. Nó hang cấm dưới à. Cá nó quậy sồn sồn dưới á. Giờ đào sâu cỡ đó rồi mà không tới nữa. Mấy anh em ém hang nha các bạn. Ném hang cho nó ngợp rồi nó chút xíu nữa mình quay lại kéo ra nó ngợp nó chòi đầu lên nè. Ăn cấm tốt dữ luôn. Rồi xong. Đào cái hang nãy giờ không bắt được các bạn ơi. Cấm lúc tốt dữ á. Nó cả thước nữa. Mà cái bờ này nó lớn quá ngay cái gốc chuối nè. Anh em đào lúc dưới rồi. Lấp lại luôn đi ơi. Lấp bờ lại cho anh ta. Cái hang đào hơi bị sâu. Thua rồi, hang thua rồi. Rồi. Hết đầu kinh này các bạn ơi. Quá đã. Anh em mà thập được có mấy hang à. Hang cũng hai con được hai cá lóc này nửa ký luôn. Cá chê
hết thôi. Tính đâu vô hàng ngày kiếm vàng cá lóc nữa mà quá sâu rồi. Giờ mấy anh em lội dậy vậy, lội ra xe ngoài cả 500 mét, chuột ăn thuốc á. Mùa này đâu có bắt chuột được. Rồi mấy anh em mới giờ tới nhà nha các bạn. Đây thành quả hôm nay này hơi bị bèo rồi, bèo mà cũng nhà... nhưng mà cá lớn, cá lớn. Anh em đi thục được có 4-5 hang gì à. Bánh cỡ này cũng ít hang, có hang cuối này tính vô ai ngờ sâu quá không có bắt được. Chụp ếch nè, hai ếch à. Con này con nói đâu ta, lấy con nhảy rồi, sư phụ thả rồi đó rồi, vậy nó nhảy rồi. Đây được hàng cá lóc thôi, rồi cá lóc mấy ký, 2, 4, 6, 8, 9 cá chè hả? Cá này cá lựa không ha, có 2 chè nhỏ à, 9 cá chè, 2 cá lóc, 2 ếch thả hết con còn con. Cá này giờ mấy anh em sẽ trộm lại nha các bạn, còn mới ở nhà nữa này, để chắc càng kiếm thêm vài ký nữa ngày mai mốt thì gửi cho ông anh ngoài Phú Quốc các bạn. Không có gọi Phương mà cá tre này thì nói chung là gửi đi là chết nha các bạn. Thì ảnh cũng có nói là thôi bỏ vô cái thùng nước đá, lắc xe nước đá bỏ vô đó, tại vì Phú Quốc mình gửi sáng vài tiếng đồng hồ tới rồi các bạn. Đây video đi thục hang bắt cá của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Dạ xin chào các bạn. Chào các chú anh chị các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi, tắm rửa đây. Rồi cho đèn cũng có.